Ba chị em chuẩn bị đi đâu đây? Dạ, đi xuống thư viện. Ừ, cả ba chị em có nhớ thông điệp 5K phòng chống Covid là gì không? Dạ nhớ. Khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập, khai báo y tế, khoảng cách. Wow, giỏi dữ. Bye ba mẹ. Rồi, chúc ba chị em đi thư viện thật là vui vẻ nha. Dạ. Nhớ giữ khoảng cách nha. Yeah. Bye bye. Bye.